Hello em ha, chào mừng em đến kênh Bắc TV nha. Thì hôm nay là em định đi ha, thì em dẫn mấy em đi câu cá phi cặp cặp ở trong cái hồ này nè, nó có chép trôi phi được nhiều thứ em ha. À, thì mình cũng tha mồi thôi. Thì cái cám hôm nay em sử dụng là cái cám của em làm đó, nên em chỉ cần mua cái gói này rất là rẻ, nó 2 kg, anh em mix chung với ba cái gói mà của bốn gói của NTN này kia em, anh em làm combo sẵn cho anh em ha, anh em cứ trộn chung là mình câu thôi. Rồi ra cần mình câu nha anh em. Con đầu tiên anh em ha, cá phi chút chút không anh em ạ. Nên quấn một vuốt anh em ha. Đã động luôn. Rồi, cuối cùng cũng có con cá vàng ngọng rồi anh em ha. Thì hồ này thì anh em có thể vào đây trải nghiệm giao lưu để luyện cẩu gạt đâu anh em, luyện test mồi đồ thấy tương đối là ok anh em ha. Thì cái giá cả thì nó cũng phải chăng chỉ có 200 lúa thôi, thì mình được 4 tiếng câu. Thì cá thì anh em quýnh thì vui vui, như thường thường quýnh tầm khoảng có mười mấy 20 kg là bình thường rồi. Hôm nay thì nói về cái mồi anh em ha, thì cái mồi của em thì chủ yếu là em làm bao bì gọn nhẹ, có số anh em có góp ý kiến á, là để cải thiện bao bì nhìn cho nó được mắt hơn. Nhưng mà thật sự nếu mà cải thiện bao bì á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá thành, nhưng em muốn cái giá thành nó sẽ rẻ nhất có thể mà đến với anh em mình. Rồi đối với cái bộ này thì cái cám này em đang đó có làm cái combo cho anh em muốn chiên phi, nhưng mà sau này em sẽ làm cái combo cho anh em muốn chiên chép hơn anh em ha. Tại con chép nó sẽ khó hơn, nó sẽ có nhiều cái vấn đề hơn để anh em mình phối trộn cái mùi đó. Những cái hồ câu này thì giờ ở đây thì anh em quýnh là vivu cặp 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 không anh em ha, hơi con cặp đủ thứ hết. Thì hồ này thì mình có chép nè đó, anh em coi sẽ cậu chép lên cho em coi ha. Thì mình có trôi, như nãy giờ thì anh em thấy mình có phi đó. Rồi ok, anh em cùng xem em báo cá ngày hôm nay nha. Chép gì không anh em ơi?